cho Hoàng Tuấn một cơ hội để đưa sản phẩm của mình vào chuỗi cửa hàng của anh. Vậy anh được gì? Tất nhiên là anh sẽ được lợi nhuận. Hay lắm. Nhưng cái anh cần, anh muốn em là người tình của anh. Chỉ một đêm. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Vậy thì Hoàng Tướng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Thư à, một năm qua lúc nào anh cũng nhớ về em. Anh luôn dõi theo em từng ngày. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện về em, và điều đó đã làm anh thực sự thay đổi. Và anh rất yêu em. Làm vợ anh nhé. Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Mình cùng thân ái nha. Nghe tin gì chưa? Làm gì mà hớt hả Hải vậy? Tên gì em? Vợ sắp cưới của giám đốc Hoàng Tuấn, đối tác của anh đó. Nghe đâu vừa bị tai nạn chết rồi. Em nói gì? Làm sao có chuyện ấy được? Bị gia đình Hoàng Tuấn hủy hôn nên... Nhanh vậy à? Mà cũng đúng thôi. Với những gì mà mình đã nói cho ba Hoàng Tuấn nghe về anh Thư thì hủy hôn là chuyện đương nhiên, chẳng có gì bất ngờ cả. Làm sao một gia đình danh giá như vậy lại có thể đi chấp nhận một người con dâu như thế? Thế là bước đầu kế hoạch đã thành công được một nửa. Hoàng Tuấn à, chờ đó đi. Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Còn nhiều điều hay lắm. Anh Tuấn, em biết anh đang rất buồn và giận mình, nhưng em nghĩ anh Thư nó không muốn nhìn anh như thế này đâu. Anh không bảo vệ được cho cô ấy. Anh không xứng đáng làm người đàn ông. Âu cũng là số phận. Anh hãy để cho anh Thư ra đi thanh thản. Anh đau lắm. Cố gắng lên anh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Đây là lá thư cuối cùng của anh Thư gửi cho anh. Anh sẽ hợp tác với tôi chứ? Tôi sẽ được gì? Làm phó giám đốc công ty tôi, quyền lợi của anh sẽ cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, sau khi tôi đạt được mục đích của mình,
trong khoảng bao lâu? Ba tháng. Về bằng cách nào? Em đến rồi đó. Chào. Chào anh. Tôi muốn anh Thi sẽ làm trợ lý giám đốc cho Hoàng Tuấn. Ok. Ngày mai cô mang hồ sơ đến công ty gặp tôi. Ok. Hợp tác vui vẻ. Đây là cơ hội để cô tiến thân và trả thù cho chị họ anh Thư của cô. Đây là hồ sơ và một số tiền để cô gửi về cho gia đình. Tôi đợi tin vui của cô. Và ghế trưởng phòng marketing cũng đang đợi cô. Nhớ là không từ thủ đoạn. Em mời sếp. Cảm ơn em. Sếp đang xem. Chắc bây giờ sếp đang nhớ chị ấy. Anh nhớ nơi công viên mà bọn anh hay hẹn hò, ngồi tạt xuống đất, rất vui và giản dị. Anh hay tới đó. Nhưng mà... Em. Dạ. Giao hồ sơ này cho bên phòng marketing giùm anh. Dạ sếp. Đây là danh sách khách hàng cung cấp bao bì cho công ty Hoàng Tuấn. Chỉ có thế này thôi sao? Cái tôi cần là công thức chế biến sản phẩm mới của công ty Hoàng Tuấn. Rồi sẽ tới lúc anh cần tới danh sách này. Tại sao mình không ký hợp đồng tại văn phòng mà lại ra quán nước hả sếp? Cũng tùy từng đối tác thôi em.
đối tác của chúng ta lần này, anh ta là một người thích sự phóng khoáng, không thích sự gò bó, nên anh mới chọn quán cà phê này là chỗ ký hợp đồng. Mà em biết anh ta là ai không? Dạ không. Anh ta là một ca sĩ khá nổi tiếng trong làng giải trí, đặc biệt có một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm rất là hoành tráng. Em cũng hy vọng lần này chúng ta sẽ ký được hợp đồng với đối tác. Sản phẩm lần này được nghiên cứu rất là kỹ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi ra mắt, chắc chắn mọi người sẽ đón nhận. Sản phẩm này có gì đặc biệt mà anh ta lại bí mật đến như vậy? Toàn bộ số mỹ phẩm này tôi sẽ độc quyền cho chuỗi cửa hàng mỹ phẩm của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Cảm ơn anh. Chúc cho sự hợp tác lần này của chúng ta thành công tốt đẹp. Ok. Chào em. Em thật là hấp dẫn. Hôm nào anh có thể mời em cà phê được chứ? Dạ được. Có gì liên lạc nha em. Dạ. Hy vọng một tháng nữa tôi sẽ nhận được lô hàng. Ok anh, anh cứ yên tâm. Chúc mừng sếp, hợp đồng lần này có thể giúp công ty chúng ta lên một tầm cao mới. Và ngược lại là phá sản. Anh ta là người rất biết làm ăn và mê gái. Dạ, chắc sẽ ổn. Lên một tầm cao mới ư? Tôi đang mong câu ngược lại của anh đây. Anh sẽ phải trả giá vì những hành động của mình. Đây là quy trình pha chế sản phẩm mới của công ty Hoàng Tuấn. Rất tốt. Và anh ta đã ký nhận cho đối tác của mình trong vòng một tháng sẽ cung cấp đủ lô hàng lần này. Một tháng? Như thế sẽ không kịp ra sản phẩm trước công ty Hoàng Tuấn đâu. Vậy bây giờ anh mới sử dụng tới danh sách những người cung ứng bao bì của công ty Hoàng Tuấn mà tôi đã giao cho anh. Hay! Khi không còn ai cung ứng bao bì cho anh ta thì sẽ không thể nào kịp tiến độ được. Chết chắc! Tất nhiên điều đó phải dựa vào khả năng của anh rồi. Cô yên tâm, những người này thật ra cũng chỉ vì quyền lợi của họ. Nên nhớ, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đây là số điện thoại của Bảo Khang, đối tác quan trọng của Hoàng Tuấn. Không gì đọc bằng lòng thù hận.
tình hình sao rồi sếp? Mà có đối tác nào chịu cung ứng bao bì cho mình không ạ? Tất cả các đối tác cung ứng bao bì đều kẹt hết. Kẹt là đúng thôi. Dạ, bây giờ sếp tính sao ạ? Thì anh cũng đang cố nè. À, còn đối tác quan trọng sếp đã gọi chưa ạ? À, Đại Hùng, đúng rồi. Làm sao Đại Hùng chịu giúp anh chứ? Alo. Alo, Hùng hả? Có chuyện gì vậy bạn? Tôi đang cần số lượng bao bì rất lớn. Ông giúp tôi được không? Gấp lắm. Xin lỗi bạn nha. Dạo này công ty mình đang rất là bận, nhiều đơn đặt hàng lắm. Không giúp bạn được rồi. Bạn vui lòng tìm đối tác khác nha. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Rồi, chào. Lần này mình chết chắc. Ngày tàn của anh sắp đến rồi. Thưa sếp, anh ấy là luật sư bên đối tác ạ. Có gì không anh? Chào anh, tôi đại diện cho công ty Bảo Khang. Hôm nay tới để thông báo với anh việc công ty mình không thực hiện đúng như lời hợp đồng. Sự hợp tác của chúng ta, đầu tuần sau tôi sẽ cung ứng đủ lượng hàng cho công ty anh. Tôi thiết, tôi thiết cái sự hợp tác của chúng ta. Ok. Em thật hấp dẫn. Một ngày nào đó anh có thể mời em cà phê được chứ? Hãy gọi cho anh nhé. Alo, chúc mừng anh đã đạt được mục đích của mình. Cảm ơn chú. Ngày mai chú lên công ty nhận chức phó giám đốc nha. Ok, cảm ơn anh. Ok, vậy nha. Chúc mừng anh đã đạt được kế hoạch của mình. Cảm ơn cô. Còn lời hứa anh đã hứa với tôi thì sao? Lời hứa nào? Thì anh nói khi tôi thực hiện được kế hoạch của anh thì cái ghế trưởng phòng marketing anh sẽ cho tôi làm cho công ty của anh. Tiền thì tôi có thể cho cô, còn ghế trưởng phòng marketing cứ để đó đi, vì biết đâu
liệu cô có thể bán rẻ lương tâm như lần trước chứ? Anh... Đi hay ở là tùy cô. Anh đúng là đồ đểu. Alo. Alo ạ. Con nghe nè bác. Tuấn gọi cho cháu không? Dạ không ạ. À. Mà có chuyện gì không bác? Từ khi công ty gặp chuyện, nó thường xuyên đi về muộn như vậy. Tinh thần của nó dạo này suy sụp quá. Vậy à. Thôi bác đừng lo, để con đi kiếm ảnh rồi con thông báo cho bác sau ạ. Cảm ơn cháu bắt tin nè cháu. Con chào bác ạ. Đi đi mà, vui lắm. Anh biến đi.